Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em cách bật tắt nút watch trên Facebook để anh em có thể dễ dàng xem nhiều chương trình trên cái mục này. Và bây giờ mình bắt đầu nghe anh em. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Anh em chọn vào chỗ ba gạch. Tiếp tục anh em chọn cài đặt và quyền riêng tư. Anh em chọn cài đặt. Ở mục cài đặt này thì anh em chọn cho mình cái phần lối tắt. Tiếp tục anh em chọn thanh lối tắt. Ở chỗ cài đặt thanh lối tắt này, anh em sẽ nhìn thấy cái chữ watch đây nè. Anh em chọn bật nó lên. Vậy là xong nghe anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát khỏi Facebook và trở lại. Mình kiểm tra cái mục watch vừa cài đặt anh em. Rồi, đây là cái mục watch này anh em. Đã được cài đặt rồi. Giờ mình sẽ trải nghiệm ở cái phần này. Và video mình chia sẻ cho anh em, mình dừng lại nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.